Chúng tôi xin kính mời quý vị đến với một tiểu phẩm hài mà tác giả Nguyễn Quốc, đạo diễn Minh Nhí muốn gửi gắm vào đó lời nhắn gửi: đừng bao giờ sập bẫy người khác rồi mình tự bị sập bẫy. Vâng, và tiểu phẩm hài Sập Bẫy xin được giới thiệu với phần biểu diễn của nghệ sĩ Minh Nhí, nghệ sĩ Thúy Nga, Việt Hương và Hoàng Hiệp. Đi ra khỏi nhà tao, lẹ lên mày. Tao ơi, tao cái trời ơi, mày đi ra khỏi nhà tao lẹ lên. Còn năng nỉ không mà ông ơi, không có năng nỉ hết trơn. Trời ơi, đi ra khỏi nhà tao. Ông ơi, thằng quỷ. Ông ơi, trời đất ơi, mày đi ra khỏi nhà tao. Nó ở nhà tôi 3 tháng trời rồi không trả một đồng nào hết, coi nổi đi yên không. Ông ơi, tại vì nhà con chưa gửi tiền vô. Chưa gửi tiền vô hả? Sao lâu quá vậy? Dạ tại vì quê con bị lũ lụt rồi đó, nước ngập tới nóc nhà. Giờ nhà con không có ai ở mặt đất hết trơn ý. Vậy chứ ở đâu? Đu đọt dừa. Rồi ăn cái gì? Ăn cơm dừa. Rồi uống cái gì? Uống nước dừa. Vậy sao không mặc khố dừa luôn đi? Ông ơi, trời đất ơi, hễ năm ngoái á, thì nó than á, là nó bị hạn hán. Năm nay nó than nó bị lũ lụt. Năm sau không biết nó than tới cái gì đây nữa à. Đi về mày, đi mày. Ông ơi, tại vì ông ở Sài Gòn có hai mùa mưa nắng rõ ràng. Ông có biết được nấu khổ quê con đâu. Mày khổ lắm hỉ. Mày khổ hỉ. Khổ đi chỗ khác ở con. Ông ơi, cho con ở đi ông. Không, không có cho ở nè, tao nói cho mày biết nghe chưa. Bây giờ điều kiện mới của tao á là phải nữ nè ha, nè, trẻ nè, thấy không, đẹp nè, U16 nè, thấy dạ, đó không? Con cũng 16 tuổi. Trẻ. Dạ con quá là trẻ. Đẹp. Dạ con quá là đẹp. Nữ. Dạ con quá là. Mày đừng nói tao mày quá nữ nha. Nghe ông, mày ông, dám không? Mày đử phải không? Mày đử phải không? Trời con, nó làm thấy ghê, nó làm thấy ghê không? Quái thai nè. Đi ông, ra khỏi nhà tao mày. Ông ơi, ông vậy? Con hứa với ông là con sẽ đi làm thêm, làm ban đêm, có tiền trả tiền nhà cho ông. Làm thêm. Làm thêm. Làm ban đêm. Làm ban đêm. Thêm. Thêm. Đêm. Đêm. Mày nói không đúng tông cho mày ở à? Thêm, đêm. Thấy chưa, thấy nó lật lọng dễ sợ không? Mới nói vậy cái nó lật lọng liền, thấy chưa? Tao không cho mày ở mày. Trời 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 ơi, trời trời. Cái này thấy ghê không? Giống như dẫn nhau đi ăn xin thì thấy ghê không? Ông đừng có trời đất ơi, ai dòm lên tưởng cây lao nhà không à? Ông ơi. Đi ơi, mệt quá, mày lao xong cái lan anh này chưa? Dạ rồi. Mày đứng lên. Mày biến, mày không biến tao bắn mày. Tao bắn mày trở lại. Con đi đi. Tao bắn à. Ông đừng bắn con, đi con đi không á. Đi mày, lẹ lên mày. Trời đất ơi. Gió đệm mà nó làm như ba lô vậy đó. Rồi ông nội, ê, 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 sao trên đường con đi mà con leo xuống nước đi vậy con? Dạ con đang đi trên mặt đường hả cha ông? Ủa sao nước không vậy? Ông ơi, đường Sài Gòn chỉ cần trận mưa lớn thôi ngập thành sông Hương hết trơn à. Ờ vậy thôi đi thuyền đi con. Dạ. Hả, mệt mỏi ghê vậy đó. Bây giờ là cho nữ trẻ đẹp mướn thôi. Ping pong. Có khách. Mời vô. Trời ơi, đẹp quá, dáng đẹp quá. Trương Ngọc Ánh, Hồ Ngọc Hà, Thủy Quân, Ngọc Khánh. Mở ra xem thử coi. Hả? Thị Nở, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Sao giống con chó Bắc Kinh quá à? À, sao mà cái mặt nó không có khớp với cái người à? À, bà chị ơi, bà chị đi đâu đây? Em đi mướn nha. Trời ơi, sao giọng nói như chim vậy nè trời. Mướn nhà hả? Ở đây điều kiện là nữ. Em còn con gái. Trời đất ơi, mặt già chát con gái. Trẻ. Đã từng trẻ. Đẹp. Đã từng đẹp. Không tin. Ở lâu rồi sẽ tin. Tuổi U16. Em cũng U16. Nhưng số 6 không chịu nhường số 1. Nên em là U61. Tức em 61 tuổi. Trời ơi, bà 61 vô đây tôi mừng ăn gì được nữa đâu trời. Em đã hội tụ các điều kiện của anh. Bây giờ cho em đi xem nha. Nhà này không có nước. Em sẽ tắm khô. Tắm khô là sao? Lúc đó em sẽ dùng những cái khăn em vô nhà tắm, em quất lên người em, phẹt 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 phẹt.
tự sạch bụi vì người em là hữu xạ tự nhiên thơm. Trời ơi, nhà này không có điện. Trời ơi, lúc đó sẽ càng lãng mạn. Em sẽ chất rơm xung quanh nhà, chất rơm xung quanh nhà. Em đốt, ánh rơm sẽ tỏa sáng lung linh, bật lên sắc đẹp của em. Má ơi, má tính quả thiêu thiếu lâm tự hả? Trời ơi, nhà con mà chất rơm đốt là sao bà? Nhà này có ma. Ma, ma đâu? Ma đâu, ma đâu? Ma đâu? Anh yên tâm, em dọn vô ma sẽ dọn ra. Trời đất ơi, sao hả? Vì em là quỷ cái. Trời ơi, bà nhát tôi à. Thôi, thôi, rớt hai cái nanh kìa bà nội. Rớt hai cái mà gắn chỉ tới ba cái vậy. Bà ai có ba nanh lận. Bây giờ tuổi 61 ở tầng 61. Trời ơi, sao anh biết em thích đi thang máy vậy? Thích lắm nha. Mình vừa bước lên thang máy nó kêu ping pong, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Tới Biên Hòa hả? Trời đất ơi, nhà này không có thang máy, chỉ có thang dây thôi. Càng lãng mạn nữa, lúc đó em sẽ trở thành tặc răng rơ. Bà làm ở trong rừng á. Đó, đó, đó. Con thỏ ăn cỏ. Động vật bò sát. Con gì vậy? Con khỉ. Con khỉ à? Con khỉ mà vậy đó hả? Có đi học sinh vợ không? Hồi nhỏ lớn có học sinh vợ không? Con khỉ mà làm gì kìa, gãi 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 vậy? Con khỉ vậy nè bà nội. À, Tôn Ngộ Không. Lúc đó sẽ lãng mạn lắm nha. Xung quanh em là súc vật, còn em thì đu dây trên trời. Hai, ba, hai, ba. Bà đu dây điện á. Dây điện giật. Cắt cầu dao giùm em đi anh. Bạc. À bạc rồi hết. Bà tự tin quá bà. Nhà này không cho bà mướn đâu. Trời nãy giờ năn nỉ em làm súc vật rồi, thậm chí em làm bị điện giật mà. Em làm cả bò sát anh cũng cho em mướn nữa hả? Không. Cho em mướn đi anh. Không. Lại nói nhỏ nghe nè. Cho em mướn đi anh. Em năn nỉ anh mà anh ơi. Em lại anh mà anh ơi. Vui lòng lấy cái bàn cào tự tạo xuống. Trời ơi, cái tay như nãy chuối vậy. Quào quào quào, hồi mặt tôi mụn không à. Vậy để em tự em quào em. Cho em mướn đi anh. Cho em mướn đi anh. Sao sở thú mở cửa cho bả ra làm chi? Anh vậy. Cho ai cũng vậy, cho người đẹp đây mướn đi anh. Bà xin người đẹp tôi nổi ốc hết. Không, em nói xong em còn nổi ốc nữa bà. Nhà này tôi chỉ cho sinh viên nữ bị hạn hán bị lũ lụt mướn thôi. Tôi làm từ thiện, bà chỉ già giàu quá rồi. Đi chỗ khác mướn đi nha. Tôi biết mà, tôi nghe nhiều người nói là ông không phải là già mà ông cho mướn, mà là ông chỉ cho những nữ U16 mướn thôi. Để đặng vô dê người ta phải không? Bởi vì người ta nói rồi, trâu già ham gặm cỏ non, gặm nhầm cục đá không còn hàm răng. Xe làm gì vậy? Che lại đặng ta biết mình trẻ. Không dám đâu, nãy giờ cả làng anh ai cũng thấy bà già. Bà già hết rồi mà bà. Nè, cuộc đời của ta, ta ghét nhất ai kêu ta bà già nghe chưa? Không được kêu bà già nghe chưa? Vậy chứ kêu gì? Quả mi tóc nâu. Hoa mi hót trên vườn trời xanh, hoa mi tóc nâu là em đó. Hoa mi hót trên vườn trời xanh, hoa mi phải bắn con cú này thôi. Hoa mi gãy cánh. Hoa mi gãy cánh trong vườn hoan, hoa mi không còn hót nữa. Hoa mi lớp lớp vô rừng sâu, hoa mi hót sẽ không hay. Na 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 na. Na 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 na. Vô nhà tôi mà lết lết trong ăn mày vậy. Đi ra khỏi nhà tôi lẹ lên. Ra 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 ra. Vô rừng 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 là rừng 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 sâu.
quà mi tóc nâu người ta phải dễ thương, người ta phải hát hay giống như là Mỹ Tâm vậy đó. Còn bà mà quả mi tóc nâu cái gì, bà là Dung Mama. Đuối sức với bà ghê đó. Bing bong, có khách mời vô. Hả? Wow. Ôi, Marilyn Monroe, Madonna, ôi, Whitney Spears. Woo. Anh ơi, em xin tự giới thiệu với anh, em là Đoan Trang, huyền mỹ, nết na, dịu dàng. Một giọt nước rớt ngang, em cũng hết hồn. Ôi ơi. Một con bướm bay ngang, em cũng hết hồn. Trời ơi, thương quá. Một con ruồi bay ngang, em cũng hết hồn. Không, em lấy thùng bắn thấy mà nội nè. Trời đất ơi. Phát. Gì vậy? Mày á mày. Kẹt. Còn cái xác nào em con anh á? Anh ơi, anh sao vậy? Anh hết hồn. Anh cho em mướn nhà nha. Nhà anh không có cho mướn. Anh cho em trọ nha. Nhà anh không có cho trọ. Anh cho em thuê nha. Nhà anh không có cho thuê. Tại sao? Mà anh sẽ lót thảm để đón em về ở chung với anh. Ôi sao anh thương em dữ vậy? Là tại vì không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em. Trời. Xem chút lấy được bí kíp rồi. Đỡ bí kíp vậy coi. Dạ. Anh, vậy là anh cho em mướn nhà rồi phải không? Em sẽ ở tầng 61. Trời ơi, tầng 61. Dạ anh sẽ đu dây lên. Anh sẽ là tặc săn boy. Phải làm người rừng vậy. Làm con gì đó? Con thỏ ăn cỏ. Con gì? Con khỉ. Dẹp. Làm khỉ phải cho ra khỉ. Bộ nhỏ mới học sinh vật hả? Khỉ người ta vậy nào ông nội? Này. Má của Tôn Ngộ Không. Em mà nãy giờ có ba người làm khỉ, mà em là giống nhất. Anh nói em là khỉ phải không? Khỉ tiên. Ờ vậy thì được. Khỉ tiên, khỉ sẽ đứng đây tắm. Tính chiêu đãi cho cả làng anh tối nay hả? Trời ơi sao đông quá vậy, sao hàng xóm anh đông quá nãy giờ anh không chịu nói. Hồ Nguyệt cô quá cáo. Trời ơi, người yêu anh mà nói anh cáo phải không? Cáo tiên. Ừ vậy thì được. Nhưng mà có giấy tờ không? Dạ có chứ. Dạ giấy tờ. Bằng lái xe 1, 2, 3, 4, 5. Ủa trời đất ơi, người ta bị bấm 3 lỗ là ta bị tịch thu bằng rồi. Em tới 5 lỗ dữ em. Đâu có, 2 lỗ là công an bấm, 1 lỗ gián cắn, 1 lỗ chuột cắn, còn 1 lỗ buồn buồn quá em tự cắn. Bây giờ sao anh không cho em mướn hả? Vậy thôi em về nha. Em ơi thôi em mướn đâu cũng vậy, mướn giùm anh đi anh, cảm ơn. Không không mướn. Thôi em trời ơi ở đây không đi ơi. Thôi, em không ơi. Không mướn. Em ơi. Mướn nó mướn mà. Trời sao số tụi bà chắc ăn mày hay sao á trời ơi. Em gái em ơi. Có mướn. Em ơi, anh nói em nghe nè, mướn ở đâu cũng vậy, mướn giùm anh đi. Vui lòng để cái bàn cào tự tạo xuống. Vậy thì anh cào anh. Rồi em ơi. Ai nhập anh vậy? Dòng 61 nhập anh rồi em ơi. Em ơi, mướn đâu cũng vậy bé gái. Nè, cuộc đời tôi ghét nhất ai kêu tôi là bé gái nghe chưa? Chứ kêu gì? Quà mi tóc nâu. Rồi, dòng 61 nhập tới em rồi phải không? Phải không? Em không được là quả mi tóc nâu. Chứ là gì? Hoàng Anh tóc vàng. Còn anh? Đại bàng bảo vệ cho em.
Sao đây lại vàng nè. Để bắn cú già này mới được. Phát hút hút phát. Đúng rồi, ác là phải ác từ trong tâm ác ra nè. Phải nhập tâm mà bắn. Phát. Mà đã bắn là phải trúng. Xỉu. Anh sao vậy? Anh mệt quá. Em cho anh một viên sâm nè hả không ra. Thấy sao? Ây dạ. Giống như ai đập đầu hay sao nặng vậy quá. Hả? Có buồn ngủ không anh? Buồn ngủ quá. 2, 3 ngủ. Quả mi mẹ, quả mi 61 ra giúp con. Dạ chưa lấy được gì hả mẹ? Sao mà tung tăng với bà? Chết cha quên. Để lấy giấy tờ nhà của ông mới được. Xong rồi mẹ ơi, cuốc được ổng rồi mẹ ơi. Giấy tờ nhà. Mẹ đợi con chút để con đọc đó mẹ ơi. Quyết định cưỡng chế nhà, xây dựng nhà trái phép. Nghĩa là sao con? Nghĩa là 3 ngày nữa nhà nước sẽ đến giật sập căn nhà trái phép này. Vậy là nhà này chỉ còn xà bần không thôi. Đúng. Ủa kỳ vậy, lấy xà bần mà cười quá vậy mẹ? Mẹ ơi, vậy là mình bị thuốc rồi mẹ ơi. Không được gì nữa, thôi để tự uống thuốc mẹ ơi. Uống thuốc còn cười nữa. Quên. Tự mình gài bẫy, tự mình sập bẫy. Trời.